Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc thắp hương trên bàn thờ là một tập quán từ lâu đời của người Việt Nam. Bát hương được coi là nơi giám của các hương linh, thần, thánh, tổ tiên và cũng là nơi thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm. Bởi vậy, nên vào những ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, các dịp giỗ, Tết, hầu hết các gia đình Việt Nam đều thắp hương, nhang lên bàn thờ cúng Phật, gia tiên, thần tài hoặc đến đền, chùa cầu mong gia đạo yên vui, mạnh khỏe và may mắn. Khi thắp hương, khói hương bay lên giống như làn khói truyền vào không gian. Lời khấn cầu của người thắp hương hòa vào làn khói hương truyền đến người nghe lời cầu. Trời Phật sẽ cảm nhận được ước nguyện của người cầu, do vậy trong kinh Phật mới có bài kệ: Nguyện đem lòng thành kính, gọi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Tuy nhiên, trong quá trình thắp hương, có rất nhiều người thắc mắc rằng nên thắp mấy cây nhang trên bàn thờ gia tiên là chính xác. Đa phần gia đình đều đang thắp 3 cây nhang. Vậy điều này có đúng hay không? Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu về việc có nên thắp 3 cây hương trên bàn thờ hay không, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nguồn gốc của thủ tục thắp hương và ý nghĩa của việc thắp hương để có thể hiểu rõ về vấn đề thắp hương 3 cây nhang. Thứ nhất, thủ tục thắp hương có từ bao giờ? Thủ tục thắp hương theo lịch sử ghi lại đã có từ những năm 3700 trước Công nguyên và nguồn gốc đất nước xuất phát đó là từ Ấn Độ. Tại Ấn Độ lúc bấy giờ thì các hình vẽ và những chạm khắc trên tường được sắp xếp theo thứ tự giống như trong nhà. Theo lịch sử, cho đến năm 618, đúng vào thời nhà Tần thì có một vị tăng đã đem sang nước Trung Quốc trầm hương. Bắt đầu từ đó thì thủ tục bắt đầu phát triển hơn. Nó không chỉ nằm lại ở Trung Quốc mà đã có mặt ở các nước láng giềng khác, trong đó có Việt Nam. Và cho đến ngày nay tại Việt Nam thì việc lập bàn thờ, nghi thức thắp hương đã trở thành một thủ tục không thể nào thiếu. Đặc biệt là trong các ngày lễ thờ cúng như ngày rằm, đầu tháng hay giỗ Tết, đám cưới, đám nhang, tân gia. Nó giống như việc phải cần thắp hương thì mới có thể đảm bảo đầy đủ các nghi thức thờ cúng. Thứ hai, ý nghĩa của việc thắp hương. Bạn có biết việc thắp hương có những ý nghĩa như thế nào hay không? Thực chất, thắp hương mang tính thiêng liêng và cực kỳ tâm linh. Hành động thắp hương giống như một sự khấn vái thành khẩn của người còn sống đối với những người đã khuất. Nó giúp con người thể hiện được lòng thành khẩn một cách ý nghĩa nhất. Thắp hương khấn vái cũng khiến cho những mong muốn, những mơ ước đối với ông bà tổ tiên chân thành hơn, giúp cầu được ước thấy. Ngoài ra, hành động này cũng giống như việc gọi người đã khuất trở về và mong muốn được đoàn tụ cùng với gia đình, cùng họ hàng trong không gian ấm cúng. Quý vị thân mến, trong văn hóa thờ cúng của người Việt Nam, chúng ta thường thấy khi thắp hương, mọi người thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, thậm chí là thắp cả bó mà không thắp hương theo số chẵn. Nguyên do có việc này là bởi người ta quan niệm việc thắp hương là việc người dương tưởng nhớ người âm, cúng dâng lễ vật với một lòng mong mỏi người âm phù hộ độ trì cho gia đình sức khỏe, may mắn, mọi sự hanh thông. Tùy vào số lượng nén hương mà gia chủ dâng lên bàn thờ sẽ biểu trưng cho ý nghĩa muốn gửi gắm đến đấng bề trên. Vậy vì sao người xưa lại thường thắp 3 nén hương trên bàn thờ và sự thật trên bàn thờ thắp mấy nén hương là phù hợp? Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, ý nghĩa thực sự của việc thắp 3 nén hương trên bàn thờ. Đa phần các gia đình hiện nay đều đang thắp 3 nén hương trên bàn thờ tương ứng với số bát hương. Nhưng bạn có thực sự hiểu rõ về ý nghĩa của việc cắm 3 nén hương trên bàn thờ hay chưa? Trong phong thủy, số 3 là số dương,
số 3 còn thể hiện rất nhiều ý nghĩa. Việc thắp 3 nén nhang lại thể hiện một ý nghĩa đặc biệt. Theo Phật giáo, con số 3 thể hiện cho rất nhiều điều. Thứ nhất là Tam Bảo, là 3 ngôi báu của Phật giáo, bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Thứ hai là Tam Giới, hay còn gọi là Tam Hữu, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thứ ba là Tam Thời, là thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Thứ tư là Tam Vô Lậu Học, là thoát khỏi của tam giới niệm, bao gồm giới, định, tuệ. Thứ năm là trong phong thủy sẽ là thiên, địa, nhân, mang ý nghĩa cầu xin thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chưa hết, trong Phật giáo, ba nén nhang này còn có ý nghĩa tượng trưng khác nhau, như là đầu tiên là giới, giới hương, là nén đầu tiên biểu đạt lòng quyết tâm tự bỏ thói hư tật xấu, loại bỏ tâm niệm xấu xa của mình. Thứ hai là định, định hương, là nén thứ hai biểu đạt ý hy vọng đối với bất kể sự việc nào xảy ra thì bản thân đều bình tĩnh. Thứ ba là huệ, huệ hương, là nén thứ ba biểu đạt ý khẩn cầu của bản thân, mong đạt được trí tuệ, được giác ngộ và có duyên gặp được Phật tâm. Khi gia chủ thắp ba nén hương có ý nghĩa là thể hiện sự trung thành, thành tâm, cầu mong may mắn, sự vững chãi, làm ăn tiến tới. Thứ hai, thắp một nén hương trên bàn thờ thể hiện điều gì? Số 1 ở đây là số dương, thể hiện người sống thành tâm mong cầu tâm linh, mong muốn tổ tiên phù hộ cho mình mua may bán đắt, bình an và may mắn. Thắp một nén hương để thờ cúng thần linh trong nhà được coi là bình an hương. Ngoài ra, để cầu bình an, mọi việc được thuận lợi thì gia chủ nên thắp một nén hương mỗi buổi sáng và tối trong một ngày là đủ. Thứ ba, ý nghĩa của việc thắp 5 nén hương trên bàn thờ. Thắp 5 nén hương được gọi là thiên địa ngũ hành dương, hay còn gọi là âm dương ngũ hành hương. Con số 5 ở đây tượng trưng cho 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh. Trong phong thủy thì ngũ hành là 5 nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông thường thì trong một dòng họ, dòng tộc, quốc gia hay tập thể có việc gì đó, đại sự thì mới thắp 5 nén hương, vì điều này tượng trưng cho cầu ngũ phương, ngũ thổ, ngũ hành, có ý nghĩa là khắp trái đất chứng giám lòng thành của người đại diện cho một dòng tộc, địa phương, đất nước, mong cầu cho quốc thái, dân an. Thứ tư, thắp 7 nén hương trên bàn thờ liệu có phải là điều tốt? Thắp 7 nén hương, nhang, được gọi là bắt đầu thất tinh hương, với tên gọi theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Giao Quang, là những vị thần linh cai quản tam giới. Thắp 7 nén hương, nhang cùng lúc để mới gọi thần linh, thiên tướng. Nếu không quá cần thiết thì cũng không cần thắp tới 7 nén hương. Thắp 9 nén hương, cửu liên hoàn hương có ý nghĩa gì? Theo các chuyên gia về phong thủy thì thắp 9 nén hương được gọi là cửu cửu liên hoàn hương. Cắm nhang theo thứ tự, ba hàng và ba cột. Ở trên là mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở dưới là mời Thập Điện Diêm Vương. Thắp hương với 9 nén là mang tín hiệu để cầu cứu, chủ yếu rơi vào trường hợp bất đắc dĩ và hầu như không có sự trợ giúp của con người thì mới nên sử dụng. Thắp 9 nén hương với hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng như là Thập Đại Diêm Vương hỗ trợ cứu giúp muôn dân. Quý vị thân mến, bên cạnh việc thắp 3 nén hương thì rất nhiều người khi đi lễ chùa hay thắp hương tại nhà thường vái 3 vái, cúi đầu 3 lạy để bày tỏ lòng thành kính của mình. Trên thực tế, việc đưa tay lấy 3 nén hương và vái 3 vái trước thực Phật tựa như hành động tập mãi thành quen mà không hiểu ý nghĩa đằng sau của hành động này. Thực ra, việc sử dụng 3 nén hương và 3 vái mang nhiều ý nghĩa sâu xa ở đằng sau. Theo chia sẻ của các chuyên gia về tâm linh số mệnh, nếu như chúng ta hiểu rõ hàm ý của việc thắp 3 nén hương và vái 3 lạy, rất có thể lòng thành kính của chúng ta sẽ được chứng kiến trời xanh có mắt mà được phù hộ. Vậy nên trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị để có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tập tục này. Thắp 3 nén hương, vái 3 vái và lạy 3 lạy có ý nghĩa rất sâu xa, liên quan mật thiết đến văn hóa và niềm tin của con người. Theo Phật giáo, để thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ với Đức Phật, chúng Phật tử sẽ chắp tay và cúi đầu lạy sát đất. Khi Phật giáo dần đi vào đời sống của người Việt thì nghi lễ lạy này lan dần ra trong các dịp khác như lễ cúng ông bà, tổ tiên, lễ cúng các vị thần thánh.
ba vái, ba lạy trong quan niệm Phật giáo tượng trưng cho lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Một lạy nhớ ơn, kính ngưỡng Đức Phật soi sáng, chỉ đường để chúng sinh thoát khỏi khổ đau, luân hồi, tìm thấy an nhiên cực lạc. Lạy thứ hai, tượng trưng cho Pháp là những lời vàng, ý ngọc mà Phật truyền tụng lại, nguyện ý thực hiện những lời giảng dạy quý báu để hướng tới chân tâm, học Phật soi mình. Lạy thứ ba, tượng trưng cho Tăng là dẫn dắt chúng sinh trên con đường đạo, giúp chúng sinh gần gũi, thấu hiểu hơn với Phật Pháp. Ngoài ra, Phật giáo cũng nhấn mạnh ý nghĩa của ba vái, ba lạy không chỉ lạy Tam Bảo, mà còn là lễ chính ba ngôi quý trong mỗi con người và trong đó có toàn thể chúng sinh. Đó là Phật tính, Pháp tính và Thanh tịnh tính. Ai cũng có Phật tính sáng suốt, Pháp tính từ bi, bình đẳng và Thanh tịnh tính hòa hợp. Cùng dưỡng những tính ấy chính là cách để học Phật, hướng Phật. Còn trong quan niệm dân gian, ý nghĩa của ba vái này, thứ nhất là thể hiện cho tâm lễ kính Phật, thứ hai là nguyện vọng mong muốn được gia ngộ, nguyện lòng hướng Phật, và thứ ba là trang nghiêm sám hối lỗi lầm của mình trước Phật. Khi lạy, người đứng thẳng, hai chân nếp vào nhau, hai tay chắp lại nghiêm trang, thể hiện sự nhất tâm, chính tà hòa làm một, thiện ác không phân tranh. Khi cúi lạy, chắp hai tay trước ngực, được cao lên quá đầu rồi từ từ quỳ xuống, cúi đầu sát đất, hai tay mở rộng ra hai bên. Lặp đi lặp lại như vậy 3 lần. Quan trọng nhất khi lạy vái là thành tâm, giữ tâm thanh thản, không mang tới thế sự, không suy nghĩ về chuyện nhân sinh, thoát ly cuộc sống, toàn tính đời thường. Một lòng hướng về đấng tâm linh, có như vậy mới sở cầu đắc sở nguyện, mọi sự hanh thông thể hiện đúng tính chất và quy củ của lễ bái. Tôn thờ tổ tiên, hương hỏa cho người đã khuất, nghi lễ cúng bái trang trọng đã ăn sâu vào văn hóa người Việt. Người ta cho rằng đó là cách để tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên, một phần cũng ảnh hưởng từ Phật giáo. Có thể thấy rằng thắp hương và lạy Phật không chỉ là hành động theo thói quen hay hành động bề ngoài mà chính là thể hiện cái tâm của con người. Cho nên người xưa có câu không thắp hương không bái lạy mà vẫn được phúc báo. Chính là ý nói rằng cái tâm của con người mới là yếu tố quan trọng để thấy được thần linh rõ nhất. Hy vọng những chương trình trong ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.